chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với Donna Vlog. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Hành Đoan, hiện tại mình là sinh viên năm tư chuyên ngành luật kinh doanh, Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Rất vui vì được gặp mọi người trên YouTube. Trước đây thì mình cũng có up một số video lên trên kênh YouTube của mình, nhưng mà đa số thì chỉ là video chơi game hoặc là những video phục vụ cho công việc học tập. Các bạn có thể tham khảo playlist Play with me hoặc Study with me bên dưới hen. Trong 2 năm vừa rồi, mình cũng có đi học, đi làm trực tiếp. Tuy nhiên không tránh khỏi giai đoạn phải work from home vì ảnh hưởng của dịch Covid. Mình biết rằng cũng có khá là nhiều bạn giống như mình. Và ban đầu thì mình cũng không tránh khỏi cái cảm giác lúng túng và phải sắp xếp lại toàn bộ cuộc sống của mình sao cho thích ứng với Covid. Tuy nhiên thì mình đã nhận ra rằng trong cái đợt này nó đem đến cho mình một cái không gian, thời gian riêng tư để sống chậm lại, nhìn nhận bản thân nhiều hơn, có thời gian trau dồi cho bản thân những kỹ năng mềm, cũng như là biết được cái nào là cái hay, cái tốt trên mạng xã hội. Và do đó thì nó thôi thúc mình muốn lập lên kênh vlog này để nhìn nhận lại bản thân đã trưởng thành như thế nào, chia sẻ cho mọi người những cái tips làm sao để cho chúng ta linh hoạt, linh động hơn qua đợt dịch Covid và khiến cho mọi người có thêm thật là nhiều nguồn hứng khởi cho công việc hàng ngày của mình ha. Đối với tên kênh vlog tại sao lại là Donna Scoberry thì Donna là tên tiếng Anh của mình. Mình đã yêu thích cái tên này từ hồi mình học cấp 2 cơ. Scoby nằm trong cung hoàng đạo Scorpio, có nghĩa là cung mật cạp, cung thiên ý. Bạn nào mà yêu thích cung hoàng đạo thì có thể thấy cung này khá là thú vị. Diary nằm trong Diary, có nghĩa là nhật ký. Mình mong muốn rằng Donna Scoberry sẽ là một quyển nhật ký điện tử để mình nhìn vào đó, biết được rằng cuộc sống của mình đã diễn ra như thế nào, lưu giữ những kỷ niệm đẹp, cũng như là biết được bản thân đã trưởng thành hơn ra sao. Và qua đó thì mình cũng mong muốn có một cái nơi để chia sẻ và tìm cho mình những người bạn đồng chí hướng, phát triển kênh vlog này nhiều hơn thế nữa. Bởi vì đây là chiếc video đầu tiên nên nội dung thì cũng đã hết rồi. Chủ yếu thì mình mong muốn giới thiệu đến các bạn content vlog của mình sẽ ra sao mà thôi. Nếu bạn nào cảm thấy phù hợp thì có thể like video và subscribe kênh của mình để nhận thông báo một cách nhanh nhất nha. Và các bạn cũng có thể thả những chiếc comment để góp ý cho mình trưởng thành hơn trong tương lai, trên bước đường làm vlog, giọng nói của mình ra sao, edit video như thế nào và content như thế nào để phù hợp hơn với các bạn. Mình sẽ rất là lấy làm biết ơn vì điều này. Lời cuối thì mình mong rằng cả nhà thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều năng lượng để thực hiện những dự định trong tương lai của các bạn. Xin chào và mong chờ những vlog tiếp theo được đón tiếp các bạn nhiều hơn ha.